Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay Vũ đang lên ấp Phú Thành, xã Phú Giang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, lên nhà dì Ba 78 tuổi bị đứa con gái là phá cái vườn dừa nha các bạn. Hiện giờ Vũ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ vô hỏi thăm dì Ba nha. Vũ đang đi lên, đây là nhà của dì Ba. Năm nay dì Ba 78 tuổi nha các bạn. Thì dì Ba hoàn cảnh cũng khó khăn, dì Ba sống có một mình ở đây à. Hàng ngày là dì Ba là thu hoạch từ vườn dừa nha các bạn. Từ dì Ba thu hoạch dừa với củi để dì Ba bán nha các bạn. Đây là ngôi nhà của dì Ba nè. Sáng hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2022 nha các bạn. Hôm rồi Vũ có nghe vườn dừa của dì Ba là bị phá. Giờ Vũ vô để hỏi thăm dì Ba coi. Dạ con chào dì Ba. Chào cậu. Thì, con hỏi thăm là dì Ba năm nay 78 tuổi hả dì Ba? Dạ 78 tuổi. Dạ. Còn đâu có vài năm nữa chết chứ gì mà dì Ba cho nó lặng ngày mình già lặng nó nuôi mình. Dạ. Đâu có ngờ nó ngược đãi vậy, vài năm gì dì Ba chết chứ gì mà nó không chịu, nó ra giờ nó tàn phá, nó khai quang, nó kêu cưa máy rồi là quá tay. Dì Ba nói gì cũng không được. Thấy dì Ba sao khổ quá thì để gì má mình ăn vài năm rồi mình ăn cái gì, bị gì nó nói má cho con rồi má qua tên đi rồi đặng mẹ cho con không có tốn tiền. Rồi tôi nói thôi con mình nói vậy mình cũng cứ cho nó rồi thôi qua tên. Qua tên rồi cái nó lật ngược lại à. Nó nói giờ của nó đuổi ra khỏi nhà này, bà không ra nhà này, vậy là bà giờ bà không có quyền hạn gì hết. Bà ra khỏi nhà tôi đập tôi lấy đất. Trời ơi con gì nói vậy, cái nhà tao thờ ông bà, nó nói là tôi với đất nẻ chúng lên không ông bà tổ tiên gì hết á. Trời ơi mày nói vậy không ông bà sao có đất giờ cho mày, đất này mày mua ở đâu, trời ơi tao cho mày mới có chứ mà thì mình cũng cãi giả vậy đó. Rồi đó nói tôi ra tôi chặt tôi khai quang hết, vườn này tôi có quyền chứ bà không có quyền hạn gì hết, bà không ra nhà tôi đập, còn nếu bà ấy tôi kêu công an. Kêu chứ giờ nhà của tao xưa ba giờ được mấy người con? Có bốn đứa con hà, mà hai có cho có hai đứa này à. Tại vì hai đứa này nó không có cho con nhỏ thứ tư này nuôi tôi vô, nó nói nhỏ này nó nghịch tử lắm à. Tôi hai đứa tôi nuôi bà được rồi, thôi nó nói riết rồi nó không bằng lòng, thôi mình cũng nghe nó luôn. Là gì cho người thứ hai với thứ mấy? Thứ ba. Còn thứ tư cái người chị nuôi là không có nuôi, không có cho hả? Không có cho miếng gì hết, mà giờ nó ai đi chùa được phước đấy chứ, chỉ bỏ giờ không lẽ mình bỏ mẹ mình rồi nó nuôi tôi đó ra tôi mới sống à, chứ không thôi chứ hổng lại cho nó qua tên rồi là nó bỏ luôn, mấy năm nó không vô tới mặt rồi làm sao mà nuôi, mà con mà đi kêu mẹ bằng tên chứ không kêu bằng mẹ, vậy làm sao có tình thương mà nuôi. Tôi thấy thôi cái đám này giờ nó quá bất hiếu rồi cậu ơi, tôi giờ tôi khổ dữ vậy, tôi nhờ ơn trên khiến xui cho mấy cậu quan tâm giùm tới tôi mang ơn chứ thiệt. Bây giờ tôi hết biết là gì, tôi giờ tôi không biết tôi là gì, tôi còn muốn học, còn muốn sống nữa, muốn chết không à. Nhưng mà giờ ai cũng rầy nói để sống làm coi đời với chết làm chi, bà chết đấy là nó mần heo nó ăn mừng hả. Bây giờ ai cũng chòm chớm bà con ráp lại khuyên nó không có chết, ráng gượng đi sống. Mà rồi tôi từ hôm đó tới nay tôi đâu có ăn cơm nước, thì một cái hàng có hai muỗng cơm mà không có chịu nổi, cái cơ thể giờ nó yếu hôi hết sức yếu luôn nha. Giờ tôi thấy tôi cũng muốn chết tới rồi, phải ông trời cho tôi ngủ luôn cái, tôi mong ơn dữ lắm rồi. Tôi không thấy cái cảnh này nó xô tôi té mấy lần luôn, mà con gì nó giọng vô mặt tôi không liên quan chắc đuôi mắt rồi dữ lắm. Bà ơi người ta không coi mà bà biết bao nhiêu họ nói là con gì ác vậy, nó quýnh tôi nó xô tôi té bốn lần luôn. Mà con nhỏ này nó mắc đi kêu công an là nó không có quay, nó quay được có cái liếm hai cái liếm chót thôi à. Là gì cản á hả, gì cản đừng cho đốn á hả? Tôi cản, tôi nói con ơi là rể con ơi không có đốn nữa, trời ơi của tao đồng cực khổ để cho tao ăn mà tao nói hoài sao mày cứ đốn mãi vậy, quá trời luôn, nó đốn ào ào lắm, nó xô tôi nó làm quá trời luôn, quánh tôi luôn, nó giọng tôi rồi đủ thứ hết trơn. Tôi nói người ta ở ngoài á dòm vô thấy hết trơn à. Đốn hồi nào vậy ba? Đốn
hồi 6 giờ bữa mùng 7. Dạ. Mới mùng 7 Tết cái gì ra đón sớm vậy đó. Mà đất này là hồi trước giờ cũng như là dì ba cho, nhưng mà dì ba vẫn còn sử dụng phải không? Tôi còn sử dụng bởi vì đất này đó ông của bà nội tôi ở cái nhà này tới 3 đời lận. Dạ. Bây giờ tôi cho nó thì mình già rồi, mình chết mình nó là nó nuôi mình, nó lo mình thì cho nó, thì cho tao cho bay nha. Chứ còn cây tao trồng cái dừa cái mít chài nữa má để má ăn hàng ngày, với cái nhà này tao để ở đốt nhang, chứ tao không có cho ăn cho bay đất không, mà chừng nào mày nuôi tao tao chết rồi mày mới được sử dụng. Nói cũng nói rành như vậy mà mình nói chứ cho con mà ai đi mà giấy tờ sao giờ dốt cái vụ đó không có làm. Hồi xưa giờ không nhớ tới vụ đó, rồi bây giờ nó nói đất của nó qua tên rồi, hệ tên ai ai có quyền, còn bà không có quyền hạn gì hết. Thôi nó ra đây nó chửi tôi hàng ngày luôn. Ai mà mẹ cho con mà con đi thưa mẹ mà còn đi mướn luật sư nữa, thưa hai lần mướn luật sư. Luật sư thì ta xử theo luật, người ta nói hệ có tên thì có quyền, thì thôi mình cũng thua rồi. Rồi nay nó ra nó tàn phá. Tôi nói trời ơi, cây ta trồng tôi o bế từ nhỏ tới lớn mà trái, tôi nói biết bao nhiêu trái đó, nó dục có dưới hào hết trơn rồi, đến 80 mấy gần 90 trái mít đó chứ phải ít ra. Còn chuối rồi nó đốt xả láng luôn. Tôi nói giờ tối mắt hết trơn, nó để đây nó sợ người ta thấy, nó giác nó bỏ hết mấy cái hào dung hết trơn, chứ phải để đâu có thấy đường đi. Tàn phá gì mà quá trời. Con gì cũng nghĩ con cha mẹ mang nặng đẻ đau, chứ nó không nghĩ gì hết. Nó đất đẻ chung lên thì nó đâu còn nghĩ gì, nó mới làm chuyện đó ra được. Mà ý là quay phim lên người ta thấy, còn ngoài bờ họ thấy biết bao nhiêu người thấy mà nó. Đây là vườn của dì ba nha các bạn, là dừa với mít. Dừa với mít với chuối. Mấy vườn này dì ba trồng lâu chưa dì ba? Nay bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, cũng nay tôi có ăn được cũng cả chục năm rồi. Dạ. Mít này có trái cũng lâu rồi. Dạ đúng rồi, trồng mà được cái cây lên cao như là lâu lắm mới được. Tôi tưới tôi o bế lần nữa mình có mình hưởng. Quá trời mà giờ nó chặt, tôi đau quá tôi mới ôm nó tôi nói đừng có chặt nữa, là ta không cho chặt, sao chặt hoài để làm cho ta ăn chứ mày làm gì bị phá sản vậy, làm gì vậy? Rồi chặt bỏ xuống đây đâu có ăn gì được mà làm gì vậy, chi dạ. Vậy? Nó xô lần này té lần, lại đây lại đó bốn lần luôn. Dạ. Yeah. Nãy giờ ở ngoài đường họ ngồi thì nhóc quá, họ co la quá trời. Họ nói trời con gì mà ác vậy. Mà nó hành hạ tôi mấy năm nay tôi nhịn dữ lắm thôi. Tại nó nói gì nó nói nhịn dữ lắm. Chứ tôi nói thiệt không có con ai mà dám mà nói cha mẹ vậy. Cha nó bỏ tôi hồi 28 tuổi, tôi nuôi bốn con đừng gái. Dạ. Mình đã già rồi, đặng có người nuôi mình. Gái con đừng chết đứa nào. Ở đây là mấy trái mít nè, mít với chuối. Nó dục với hào này nhóc luôn, chứ không phải nhiêu đây đâu. Hào ở đâu? Đó, hào đó rồi nó giác cây nó tủ lên liền nhóc luôn. Nó mướn mấy người đó mà 5-6 người đó mà. Dạ. Tua máy đồ, nó tua dữ lắm, lẹ lắm, làm lẹ lắm. Tôi làm hết hồn hết vía, tôi dữ lắm. Ai bà con ai mà dám nói mẹ trời, tôi hy sinh cả cuộc đời của hồi 28 tuổi tới giờ tôi nuôi con tôi ngày già là có nó o bế mình, ai về giờ nó ngược đãi nó đấy. Bà là đừng làm sao bà lấy trai chồng bà mới có bộ bà bỏ mới có vợ nhỏ rồi. Đây mấy cây dừa. Ngày hàng tháng dì ba bán đỡ được nhiều không? Dừa thì hôm mặn tới nay không có trái. Dạ. 3 tháng mà bán không được triệu bạc. Mà dạ. 3 tháng không có một tháng. Dạ. Để nó nhiêu nhiêu được thêm chuối đồ này kia mình bán 7 cái chút á. Dạ. Rồi mình có mình xây sở chứ giờ già rồi mận gì. Dạ. Mà rồi không có tiền làm sao sống. Giờ cho nó hết trơn tôi không còn cái gì hết. Đưa nó ra không còn còn có cái nhà đó mà nó đuổi nó không cho ở nữa. Người không còn lương tâm đạo đức gì hết.
ai cũng lên rồi hết cả sớm này họ lại họ thăm rồi đó. Thôi bà ơi bà ráng đi, bà sống mà coi đời bà đừng chết. Giờ ai cũng có quá con gì gì đó gì chưa thấy. Như là đất này là của ông bà của dì ba hồi dạ, trước ông giờ. Ông bà hồi trước. Rồi dạ. Tôi chôn má tôi chết chỗ đó đó. Dạ. Tôi mới ra tôi nói nó thương mà xả xử. Tôi nói má tôi tối lại có cho tôi biết là nửa con lấy cốt ba con nằm ở đất đầu người ta về chôn nằm gần má đó. Nó không cho. Rồi vô ngoài xã họ nói có cái mộ mà gì. Thôi cho chôn cho tròn. Nó nói không, không có cho. Dạ. Cái mộ nằm gần bờ má tôi đó mà nó không cho, mà đất này đất của ổng. Đất của cha tôi là ông ngoại nó. Dạ. Mà nó không cho cái gì mà nó nói được. Vừa nè đang có trái nha các bạn. Đây là mấy cây chuối, chỗ này chú sim hả gì ba? Chú sim tôi nó một quả chín cái đó. Dạ. Hai quả chú dục lắm. Dạ. Trời ơi mà tôi ôm nó vậy nè, tôi nói mấy cậu ơi để đây chừng nào công an vô rồi hệ chính sao rồi mấy cậu chặt không muộn mà nó xô tôi ra nó chặt là mấy người mà mướn á. À, tôi họ mướn tôi mặn hả. Tôi nói biết rồi mà cậu không có cái tâm bị gì để cho tôi mấy cây chuối này để lại cho tôi đi không chặt hà chặt tan quan hết á không để cây nào hết mà giờ quá rồi sao mà mấy cậu ác quá vậy tôi mà cũng như là đất này dì ba cho mấy chị đó nhưng mà dì ba khai thác chừng nào dì ba mất rồi mới sử dụng phải không đúng tôi có nói tôi nói chừng nào nuôi tao chết rồi tụi bay hoàn toàn sử dụng cái gì cũng được hết còn giờ tao còn sống để tao ăn sao cứ chặt đốt về rồi ta lấy gì ta sống. Dạ. Rồi lăng nỉ nó ôm nó rồi nào nó xô tôi té mấy lần luôn. Dạ. Rồi, quá rồi. Giờ tôi khổ dữ lắm cậu ơi. Nếu mà bà con ai thấy mà bất bình vậy cũng ráng giúp giùm tôi hết sức đội ơn. Chứ giờ tôi cũng không còn biết nói gì hết trơn. Dạ. Tôi thì giờ tôi già tôi dốt dữ lắm. Đến nỗi cho đó mà họ nói sao bà không biết một hàng chữ. Nói là cho ta cho bay nuôi tao già bay mấy đường thượng tợ tôi đâu có nhớ mà tôi có biết cái gì đâu tôi cho thì mẹ cho con thì chừng nào mẹ già rồi con hưởng chứ đâu có biết gì đó đâu có biết nó ngược đãi nó có thiếu vậy đâu trời ơi tôi giờ tôi khổ quá rồi ba là bị bệnh yếu tim hả gì ba bệnh yếu tim dạ vậy thôi dì ba cũng bình tĩnh đi cái này thì con cũng quay cái video để nhờ bà con Mạnh Thường Quân á, giúp đỡ giùm cho dì ba. Con nghe nói dì ba sống mình cũng neo đơn ở đây. Cảm ơn dạ. Dữ lắm. Thì cũng giúp đỡ giùm tôi cảm ơn dữ lắm. Chứ giờ tôi già rồi tôi không biết nói gì hết trơn. Mà tôi cũng mình giờ già rồi có mận gì được. Dạ. Thì cũng nhờ ba cái dừa chuối vòng vòng nhà. Nhờ như đó rồi mà giờ nó ra tàn phá hết rồi. Dạ. Thì cái video để nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như giúp đỡ cho dì ba. Dạ. Con nghe nói dì ba ở đây thì quơ chừng củi dừa để mà sinh sống hàng ngày, mua sữa, mua gạo, mua đồ ăn đồ. Bởi vậy thôi, tôi cũng cảm ơn cậu, cũng nói giùm với bà con. Dạ. Đỡ giùm tôi hết sức là đội ơn. Dạ. Giờ tôi quá khổ rồi, giờ tôi không còn biết gì nữa hết. Dạ. Dữ lắm rồi. Mình đâu có ngờ mà con mình nó bạc đãi như vậy, dạ. Mức độ này. Thôi con với con ba đâu có chuyện vậy xảy ra. Dạ. Mình đã mình cho nó rồi mình cũng thẳng về nên mình chết nó ăn chứ làm gì nó rách như vậy. Dạ. Quá. Con gì bất hiếu quá. Con mà nó kêu tôi không kêu bà bằng mẹ mà tôi kêu bà bằng tên bà tên gì mà nói đi. Tôi nói tôi tao tên ba ghi mày cứ kêu mày chửi đi. Đang tôi kêu chửi mày chửi chừng nào có sống dai. Tôi nói vậy thôi. Dạ. Con ai dám nói cha mẹ vậy ai cũng lạc lời hết trơn. Cũng quá con mình thiệt sợ dữ thiệt sợ thiệt. Dì ba ở đây có một mình thôi thì có sự cố về rồi mấy chị mới có về ở đây với dì ba chứ còn mấy chị ở riêng ở tư hết riêng hết trơn à rồi cái có chuyện vậy thì nó mới tới. Dạ. Nó thăm rồi này kia hỏi rồi này kia chứ còn ở mình lâu rồi ở từ đó thì cả chục năm lận. Dạ. Bởi hồi đó dì dượng ba bỏ dì ba mới 28 tuổi rồi mà ráng cố 14 đứa con cho tới gả vợ lấy chồng đàng hoàng. Mấy người trai mấy người gái gì vậy? Không hả? Bốn người con gái không? Dạ. Rồi rặn mình. Thì có chị nào ở gần đây không? Thì có nhỏ thứ tư ngãi đó nó chạy về nó chở tôi lên nó bị hôm tôi về ngủ dưới. Dạ. Hôm nay tôi tìm. Dạ. Về nó chở tôi lên đó. Dạ. Nhà cũng cách đây gần với mé
sân bay Lộc Thuận á. Dạ, chứ còn thường thì có ở đây có mình thôi. Ở đây có mình hả? Dạ. Ra, đứa nào cũng có gia đình hết, nó đâu có ở mình được, đâu có trai. Dạ. Bởi vậy mình để ráng nuôi con nó lớn, nó phụng dưỡng mình là già, chứ đâu có ngờ mà nó bạc đãi như vậy. Bây giờ hối hận dữ lắm. Dạ. Phải mình biết vậy mình không cho, để mình đất đó mình bán mình dưỡng già, mình đâu có biết. Mình kể con mình nó cũng có hiếu, chứ đâu có về vậy. Rồi ai cũng la hết trơn. Ở đây diện tích gì ba rộng không? Được mấy công? Hồi đó xài công 10 á. Dạ. Cũng như một cục công mà cho cái miễu đó đó, cái đó cái miễu đó. Dạ. Nội tôi lập ra là 2 công. Dạ. Còn lại 8 công mới cho hai đứa này. Dạ. Hai đứa này mình đo theo giờ công nhà nước là 2000 mấy gì đó, trong đó có lẻ trong giấy. Dạ. Tôi không rành. Dạ. Tôi nhớ thì nhớ công 10 hồi xưa là 8 công thì cho hai đứa. Dạ. Rồi bắt ở đây là xả cho trong kia là chỉ 2 vậy đó. Dạ. Mình kể thôi, một đứa nuôi thì sợ nó nuôi không xong, thôi cho hai đứa, rằng hai đứa nó đứa này thay phiên đứa kia chắc cũng không đến đổi. Dạ. Hai đứa nó ngược đãi hết luôn, nhỏ lớn cũng ngược đãi luôn, nhỏ lớn cũng vô cũng đòi đập nhà đập cửa cũng làm dữ trời luôn. Và chứ hai chị một đứa ha. thứ hai với thứ ba. Dạ. Hai đứa lớn nó khôn hơn mấy đứa nhỏ mà nó còn vậy, khổ dữ lắm. Có con nhỏ khờ dữ lắm, nó ở trên thành phố được 3 cây số nữa mà hổm nó nghe vậy nó điện về mà tôi nói nó, tôi nói mà tôi khóc, nó nói má ơi má ơi má ráng đi để con ráng con bán cái số con gom gom con về con thăm má rồi cho chị Tư phụ nuôi con, phụ nuôi chị Tư nuôi má chị Tư, nghe rất mắc không đi bán cái số mà lo, còn cái đứa lớn mà khôn mà không biết lo. Vậy là chị Út là ở bán vé số ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn á. Dạ. Nó khờ khờ nó ở rảnh á. Dạ. Mình nói trời ơi, đứa khờ mà biết nói vậy, còn đứa khôn mà không biết nói. Dạ. Mình tức. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa xem xét giúp đỡ dùm cho dì ba nha các bạn. Thì dì ba sống có mình, hoàn cảnh ở đây là cũng khó khăn. Dạ thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.